Rồi, đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Bây giờ mình đi ra cắt rau muống để vô nấu canh chua. Mà nhìn thấy cái rau muống này hình như nó bị già hả? Nó hơi cứng chứ không phải nó già. Hơi cứng tuổi à? Chứ không có già phải không? Hơi cứng tí. Già so với lúc nó còn nhỏ hả? Này để mình lặt ở trên mình ăn. Mình cắt xác vậy nè, lát mình bỏ cái gốc một chút. Cái cây rau dền ở phía sau lưng em kìa, bữa nay nó cao quá trời, như cây cổ thụ. Rồi cái hộp đó hôm nay em có lấy hộp gieo xuống lại chưa? Không cái gì? Tính để cho nó tự rụng luôn hả? Kệ nó đi, tự gớt để che mát rồi chứ. 20 cộng ngồi dài nữa. Con cá này đúng là nán lên không chịu nổi. Trái lá hôm nay nắng suốt gốc cá này thấy nó muốn tàn hả? Trái lá hả? Héo là héo trái lá mớ rồi nè. Chứ này mình trồng có hai cây đậu bắp thôi. Mà về mấy ngày Tết á cái không có ăn á, cái nó già rồi nè. Già hết hai trái rồi. Này trái này trái nhỏ, hai trái nhỏ này ăn nè. Hai cái nhỏ này ăn nữa, cái dưới này già luôn rồi. Mà cây đậu bắp này thấy tiếu quá ha. Nó lùn tịt mà sao cái trái nó bự dữ à. Này giống lùn quá. Để giống luôn rồi. Lúc này cây tắc mình trái không có nhiều, nhưng mà hiện tại đang còn được mấy cái trái bự rồi. Nó đang ra bông ra trái nhỏ tiếp đó. Cá nắng thì không thương. Cái này nè. Nói đi anh thấy. Rồi em quằn vậy đi anh hái ở trên đây có mấy trái bự đã nè. Rồi đây nè em cầm đi. Ở trên đây nữa nè. Còn hai trái đó đó. Đây. Hai trái này quá đã luôn nè. Được không? Được, hai trái này bự rồi. Dứt luôn. Rồi, nhánh lên. Wow. Nè. Nhiều đây chắc đủ nó ăn chua. Rồi bữa nay mình đã ra vườn cắt rau muống vô rồi nè. Rau muống này thì bữa nay mình nấu canh chua. Rồi mình có mua thêm là một bó rau nhút. Rồi miếng khóm, hai trái cà. Rồi đây là con cá tai tượng. Cá này mua sáng 1,5 kg luôn á. Thì mình cắt cái phần đầu với phần đuôi mình nấu canh chua. Rồi cái khúc giữa thì mình kho tiêu nó đi cho nó mặn mặn, ăn với canh chua cho nó dễ ăn hơn. Đủ bộ, đủ canh, đủ kho hả? Rồi giờ mình đi cá nãy mình cũng cạo rửa sạch rồi, giờ mình đem mình đi khứa nó ra để mình nấu. Lý Hiệp hay quá. Chế ra cái gào để tưới cái hàng cây ra. Hàng bông bông chuối. Hay quá Lý Hiệp ơi. Đã tốn công đút cái thùng xuống múc con cắm đầu á. Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay đóng cống lục bình nó tiếp tục nhóc luôn rồi. Mấy bông hoa tươi tốt là nhờ Lý Hiệp tưới ạ. Rồi, hàng giao lại cho anh. Rồi, không có hiểu. Cảm ơn rất nhiều. Nhiệm thông có một con ong bầu. Cá mình làm sạch rồi mình khứa ra, mình lấy hai khứa mình kho tiêu. Đây là củ hành với ớt, mình cho miếng hạt nêm vô, một ít tiêu vô. Miếng đường vô. Rồi cho nước mắm vô. Chị muốn canh nước mắm là đủ rồi. Mình ướp, mình để đây cho nó thấm đi, mình vô mình bắt nước lên để nấu canh chua. Giờ cắt bắp nặng vô cái chén để nấu canh chua nè. Thì trong cái chén này mình có để là muối, đường và một miếng hạt nêm vô đây. Giờ mình nặng vô đây xong rồi mình vớt hột ra. Chắc này đậu khoảng chắc cũng chua rồi đó, cho nên mình lát để thiếu thì mình để vô thêm. Rồi bây giờ nước sôi mình cho cá vô. Cá này thì để giờ mình để trong ngăn mát của tủ lạnh á, tại vì mình đợi ướp cá xong rồi mình kho cá thì mình mới nấu canh là mình ăn liền luôn, cho nên mình để vô ngăn mát. Xong bây giờ mình cho cái hỗn hợp này vô luôn. Cho khớm vô luôn. Cá nó sôi nãy giờ rồi nè, nó chín rồi, giờ mình vớt ra đi. Để rau vô chứ mình để rau vô luôn á thì cá nó sẽ bị gã. Vớt rau đi. Cho mấy miếng đậu bắp vô trước. Cho nó sôi tí xíu đi. Giờ mình nêm xíu nước mắm vô đây nha, cho có mùi thơm thơm nước mắm.
giờ mình cho cái phần rau muống vô trước. Nhiều rau quá. Lúc nào cũng nhiều rau. Tiếp tục bài cũ rồi. Cho rau nhúc lên luôn. Wow. Tiếp tục đầy nồi. Ngọc Trầm thị thượng tiếp tục. Nấu canh chua có rau nhúc cái nó bay cái mùi rau nhúc lên thơm. Thấy rau mà không thấy mồi á. Đố em tại sao thấy rau mà không thấy mồi? Mồi dớt ra rồi. Hay. Tôi vậy chắc cũng thông minh lắm mà. Tự khen. Giờ xèo xuống rồi nè. Giờ mình cho rau nêm vô luôn. Ngồi gai, rau ôm, quế gì cho vô đây hết luôn. Quá chừng luôn. Cho miếng hành phi, tỏ phi á vô nữa để nó thơm. Cho ít thôi. Trời. Xong. Tôm lên, cho tôm lên. Ừ. Góp phần trang trí hả? Ừ. Cho xíu nước lên. Rồi, xong tô canh chua. Trên đây nồi cá kho, trên này thì nó cũng cũng tới rồi nè. Vô miếng tiêu nữa là tắt bếp lên ăn luôn được rồi đó. Rồi. Sôi ùn ùn. Rồi này là cá kho tiêu. Rồi canh chua cá tai tượng. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Mình vẽ một miếng cá. Chấm nước mắm. Cay cay của ớt. Mời cả nhà nha. Giờ ăn thịt quá trời, bữa nay chuyển sang quan cá. Bị rau. Giờ một miếng cá kho nữa. Cảm giác nó nóng nó là sao? Nóng nhưng mà nó ngon. Cá là gọi là cá tai tượng.
tính chiên xù rồi, thấy mỡ dầu nữa thì cũng thấy ngán ngán, mới ăn đây, mới ăn tết đây cũng còn hơi ngán, nhiều dầu mỡ. Gọi là canh chua sao mà không gọi là canh chua ngọt, tại vì nó có chua chua ngọt ngọt. Nếu vậy chắc anh nói hết luôn, chua ngọt mặn luôn à. Người ta tóm gọn là món canh chua. Anh nêu ra hết trong cái tô canh luôn à. Lúc anh mua mấy cây hướng dương về á,
Em thấy nó ốm đói vậy à? Em nghĩ nó không có bông nổi luôn á. Lâu giờ mình chồng nó tốt quá, lát lên nó đén nó già mà nó lú lú bông rồi. Em nói ngồi cây này không xong rồi. Mà đặc biệt á là cái chị bán bông cho anh á, chị nói á là cái này á là cây bông hướng dương này nó ra có một bông thôi, mà một bông nó bự bằng cái nón lá vậy. Cái anh mới nói với chị á, cái nón lá hay là cái nón tai bèo? Cái chị nói nón lá tay có chút xíu rồi nghe nó á, có cái bèo kia bự á. Em nghĩ chắc bự dữ lắm mà giữ một bông, cắt mấy bông con bỏ một bông thì chắc cái nón lá, mà nón lá em bé nhỏ nhỏ. Chắc vậy. Bây giờ cuối cùng mình ra được mấy bông này chắc cỡ bánh tay yến à. Do anh mà cái dĩa này à, nè theo em đó, em nhìn nó xè cánh gà cũng bằng này à, đâu bằng bự à, cũng nhỏ đâu á, mấy cái bự đó không bự đó. Hôm nay nó đẹp được gỡ, đẹp hết sức đẹp luôn, không có cái hột đồng hết mà hổm hai cái bông nhỏ xíu mà nó cụm xuống á, em lấy mình gãy mở lên kìa. Hả, lên rồi kìa. Cái gì hai trong bông đó giống như là nó đén vậy anh. Rồi em gieo rồi nó lên, rồi mai mốt nó ra cây bông hướng dương thì sao? Nó hên xui à. Ôi ơi, cái bông... thì cái bông nhỏ có bông bự có, em nghĩ là nó vậy, nhiều khi ngay đất tốt rồi nó bự, còn gì có cái thì nó có cái gen nó giống thì nó nhỏ, có cái nó khác là ai sao. Nhưng... thì cũng giống như cha mẹ lùn đẻ con cao sao hả? Hên xui, nói là mất cười. Cha mẹ lùng để con cao nó lai hàng xóm. cái đó em nói nha, chứ anh đâu có nói nha. Ý tưởng em táo bạo rồi. Không vậy chứ. Cái gì á, cha mẹ như vậy á, đẹp mà đẻ con xấu không có vậy. Nhiều khi giống cô chú gì đó, cô chú bác nội ngoại gì đó. Nhiều khi cái game xấu nó game trội. Bữa hổm em gieo mấy cái hạt hướng dương của cái bông nhỏ xíu đó đó, là nó lên cây được nhiều không? Được cây. Trời ơi, thấy chứ con cây hả? Bây giờ hồi hộp chờ đợi đó, bây giờ chờ đợi coi nó 11 nó sẽ ra cái cây sao, cái bông sao là biết liền rồi. Rồi video đến đây kết thúc, mình cảm ơn cả nhà đã nhín chút thời gian xem ủng hộ cho gia đình mình, và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.